lên tiếp cho các bạn một đơn thanh nhất phẩm. Cái này mình có hai chậu nhá, một cái mình trồng vào một chậu muống size bé, chậu này rất là đẹp này. Đấy. Còn một cái thì mình trồng vào một cái chậu xi măng rất là nặng, chậu này nặng dã man luôn. Thì đây mình sẽ vào từng chậu cho các bạn. Ví như chậu này là ba thân này, hai lá và ba lá, nó phát triển theo từng thế hệ luôn. Thế hệ đầu còi này, thế hệ sau thì đỡ còi một tí, còn thế hệ tiếp theo thì thân này nếu mà lên ba lá như này mình thấy đánh giá là ở mức trung bình, khá là ok. Đấy. Với bộ lá thì là đẹp, không vấn đề gì, không lỗi lầm gì, bộ lá không lỗi lầm gì luôn. Ba lá của cái măng này thì đã mở rồi và nó đã cao tới đây, các bạn có thể nhìn đấy, hơn 20 xăng rồi đấy. Bộ rễ thì ok, ngon lành, cành đào. Cái này thì ấm chậu rồi thì là khuyến cáo và mọi người cũng nên, nếu mà ưng thì không nên nhổ. Tầm này thì hàng xuân thì chắc chắn thôi, rất ít trường hợp mọi người nhổ, nắng lắm rồi. Ấm chậu rồi, đây bộ rễ đây thì đẹp. Với cái này thì mình trồng ba lăng ngang lắm, mình trồng ba lăng ngang lắm, cái này cả đá rồi cả sỏi rồi ấy, nói chung ba lăng ngang lắm đấy. Đây là một tác phẩm đấy, các bạn ưng thì liên hệ mình nhá. Đấy, và giá là mình cũng công khai luôn đấy. Tiếp đến là đến với cả thanh nhất phẩm mà mình trồng vào một chậu muống. Chậu muống này là size bé và mình đánh giá chậu muống này rất là đẹp nhé mọi người. Size bé nhé mọi người. Đấy. Nó còn nổi gân này cơ. Đấy. Cái này thì là nó có một thân mẹ. Thân mẹ này khá là ngon. Thân mẹ này mình đánh giá là khá là ngon. Đấy, khá là ngon. Ba lá. Củ cũng ok, cũng gọi là ok. Đấy. Thì là cái này thì nó đang ra một thân này cũng ba lá rồi. Đấy. Mở lá hết rồi. Đấy. Bạn có thể nhìn trong video. Còn đây là nó đang là một mầm khoảng bằng đốt tay rồi. Đấy. Tức là nó ba đầu và cái kia cũng ba đầu. Đấy. Đấy. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy này, cái con này này, cái chậu này này, nhìn thì nó khỏe hơn. Nó được con mẹ. Con mẹ bộ lá ngon lành, củ ok. Nhưng mà tôi đánh giá là cái con măng của con này này, nó cảm giác là nó yếu hơn, ý là nó kém hơn cả con này, ý hơn kém hơn con mẹ. Còn con này thì tôi nghĩ là cũng kiểu như con này thôi. Nhưng mà với tác phẩm này thì tôi thấy có sự tiến bộ theo từng thế hệ này. Đấy. Đấy. Bộ lá con này thì xanh đen luôn. Đấy. Con này thì nó hơi hướng vàng. Đấy. Con này thì là cũng ấm chậu rồi, nhưng mà để mà nói lâu thì không thể lâu bằng con này được. Đấy. Nhìn qua thì các bạn có thể thấy. Đấy. Nhưng mà cái này cũng trồng muống trồng vào đây nhìn rất là đẹp. Và cái này thì hứa hẹn năm nay với cả hai cái chậu này thì tôi thấy hứa hẹn năm nay đều các bạn sẽ cũng đều có thể có những một có tác phẩm đẹp, đều có thể tác phẩm đẹp. Từ giờ đến cuối năm thì cái này hoàn thiện rồi này, cái kia thì chắc chắn là lên rồi này, còn hai cái này thì chắc từ giờ đến cuối năm thì ra hoa và có thể là sẽ nở tiếp. Đấy, thì mình cũng báo luôn, chậu này, chậu mà trồng vào cái chậu xi măng này, giá ba đầu này là hơn 6 triệu một tí. Cái một tí ở đây rất là nhỏ đấy, hơn 6 triệu. Đấy, còn cái này là 8 triệu một tí, hơn 8 triệu một tí thôi. Một tí đấy coi như không đáng kể. Đấy. Các bạn cứ cân đối nhá. Đấy. Cái này thì là các bạn sẽ thêm được một cái vỏ chậu muống rất là đẹp, size bé, chậu muống, vỏ chậu muống này rất là đẹp đấy, mọi người. Đấy. Còn cái kia là chậu xi măng. Đấy. Đấy, tùy mọi người thôi, tùy tầm nhìn và tùy định hướng theo tác phẩm của các bạn, mỗi người một ý. Đấy. Đây, chậu này hơn 8 triệu một tí, cậu kia hơn 6 triệu một tí. Một tí ở đây không đáng kể. Đấy, mình nói luôn là thế, không đáng kể. Đấy, anh em nào ưng gì thì cứ liên hệ mình nhá. Đấy, giá thì mình đã công khai rồi. Tình hình cây như thế nào thì mình cũng đã quay cụ thể rồi. Cái này thì chỉ có ba đầu và chưa có thêm cái nào. Cái này thì cũng ba đầu và chưa thêm cái nào. Nhưng mà với cái măng này từ giờ đến cuối năm thì mình nghĩ có thể nó sẽ đẻ ra. Có thể. Đấy. Đều ấm chậu, nhưng nói về ấm chậu thì cái này ấm chậu hơn. Đó. Bộ lá đều đẹp hết nhá. Bộ lá đều đẹp. Tôi nói luôn bộ lá đều đẹp. Đó. Cây mình ở Nam Định nhá. Anh em nào có thời gian thì ra xem thì dễ hơn. Đó.